Đây là Gaza khách hàng của mình đã điều trị dịch vụ nám không bong nano hướng đích của Phan An Green các bạn ơi. Đây là hình ảnh khách hàng trước khi điều trị nhé. Bạn nhìn thấy nám của khách hàng rất là nhiều luôn này. Đấy. Đó. Thì công việc của em là phải làm văn phòng và giao tiếp nhiều nên em cũng nói với Phương rằng là muốn tìm một cái phương pháp nào đó điều trị là không sưng đỏ, không bong chóc, không lột tẩy và làm mà như không làm, thì Phương nói với bạn là thì Phương sẽ làm cho bạn bằng cái phương pháp là nám không bong. Để chúng ta xem lại hình ảnh và xem lại kết quả sau 70 ngày nhé. Xem các bạn xem có sự thay đổi gì không nhé. Bạn đầu da của bạn rất là khô, các bạn thấy không, nám mà rất là khô luôn, rất là lão hóa luôn. Đó. Thì xem cái sự kỳ diệu của phương pháp nám không bong. Đó. Đây, Phương quay bằng cam thường nhá, 100% cam thường các bạn ơi. Mình quay 100% cam thường luôn nhá, không chỉnh sửa. Để chúng ta có một cái công tâm nhất, một cái sự thật nhất, các bạn nhìn thấy không? Da cực kỳ là trắng luôn, đẹp luôn. Phương cam kết cao của bạn đến tầm được 70%, hiện tại đang được 95% luôn. Đó. Đó, rất là khỏe. Chị chào Hợp nhé. Thì sau khi mà Hợp làm cái liệu trình nám không bong này là hôm nay là được 70 ngày đúng không Hợp? Vâng. Hôm trước chị nói với Hợp là cái phác đồ này chị trả Hợp vào 60 ngày nhưng mà chị thấy chuyến này em bận công việc quá thì chị gọi em lên để trả liệu trình nhưng em không có thời gian thì em vẫn tiếp tục. Mấy 10 ngày vừa rồi là em vẫn sử dụng kem DNA đúng không? Vâng ạ. Em thấy cái da của em thế nào sau một cái liệu trình điều trị hả Hợp? Em thấy da nó trắng hơn, bên này nám thì đã được mở đi rất là nhiều. Vừa nãy thì chị có trả liệu trình cho Hợp bằng máy soi da đúng không Hợp? Vâng. Thì là trước đó thì chị có soi cho Hợp tầng 1, tầng 2, tầng 3. Thì cái tầng 1 của Hợp hầu như là sau khi em sử dụng các loại kem điều trị nám tại nhà thì em hầu như mất hết cái vân da cấu trúc của đúng không em? Vâng. Sau khi mà chị trả liệu trình cho Hợp hôm nay thì chị soi thì Hợp thấy cái vân da, khi chị soi em thấy cái vân da có được lấy lại không? Nó nhìn có vân không? Có vân hơn nhé. Đấy, da nó khỏe hơn rất là nhiều và có vân đúng không em? Vâng. Và cái tầng 2 trước là cái nám, những cái vùng má này nó đậm, rất là đậm ở cái tầng 2 ấy, thì hôm nay em thấy nó có nhạt hơn đi không? Có nhạt hơn chứ. Đó. Và tầng 3 em có nhớ là cái hôm chị Phương soi da cho em là cái tầng 3 của em là bị cái chấm đỏ bít tắc nhiều, em có nhớ không? Em nhớ cái hình ảnh đó không? Có. Rất là nhiều. Hôm nay em có thấy cái hiện tượng đó nữa không em? Gần như là không còn nữa. Đấy, có tuyệt vời không các bạn? Em thấy cái phương pháp này nó có nhàn và nhẹ nhàng và mọi người có biết em điều trị không em? Gần như mọi người không biết em điều trị. Đó, thì đây có phải là cái mong muốn của em không? Đúng như ý của em đúng không? Các bạn nhìn thấy không này? Được. Trước là cái da cổ, da mặt của bạn thì là không có nhau, bây giờ thì các bạn rửa mặt trần nhá. Đây là 100% là bạn không bôi gì đúng không em? Được. Đây có khách hàng ở đây các bạn nhá. 100% là em hiện tại em vừa rửa mặt xong, vừa gội đầu xong này các bạn này, vừa gội đầu cho em xong và rửa mặt cho em xong này, để lấy một kết quả làm sao nó thật nhất có thể. Đó, là hiện tại em không bôi một cái gì đúng không em? Vâng. Đây có khách hàng ở đây nhá, Phương không nói sai sự thật nhá. Đây da các bạn nhìn thấy không? Da trắng cực kỳ là trắng, cực kỳ là đẹp luôn. Và đặc biệt là rất là khỏe. Mà hiện tại ở thị trường chưa có một cái phương pháp điều trị nào đó mà lấy được nám khách hàng mà không làm yếu da các bạn. Cái phương pháp này làm không những hết nám mà làm sạch các tầng da, sạch độc tố, và da khách hàng cực kỳ là khỏe luôn. Đấy, Phương đang quay hàng cam thường mà chúng ta xem lại nhá. Đấy, các bạn thấy không? Quá tuyệt vời các bạn, nám vùng trán, nám vùng má này các bạn. Rồi, chị cảm ơn em nhá, đẹp quá. Hôm nay chị trả liệu trình em nhá.